cá coi nhà bạn đang chán ăn, bỏ bữa, chậm lớn. Vậy phải lưu ý dinh dưỡng của chúng ngay. Vấn đề dinh dưỡng của cá coi tương đối phức tạp và đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ của người chơi cá. Vậy cụ thể nên thực hiện chế độ ăn uống cho cá coi lớn nhanh, màu đẹp, tham khảo bài viết dưới đây cùng cô Di Landscape nhé. Chế độ ăn uống cá coi phụ thuộc nhiều vào độ tuổi của cá. Ở đây cô Di sẽ chia ra làm 3 giai đoạn cơ bản. A. Cá coi 3 ngày tuổi. Cá coi dưới 3 ngày tuổi bắt đầu vào giai đoạn tập ăn, và hàm chúng còn rất yếu, không được chắc chắn như những con trưởng thành. Vì vậy bạn nên cho những chú cá coi bé ăn những loại thức ăn có kích thước mềm, nhỏ. Có thể kể đến những món tủ, như các sinh vật phù du, bâu bâu, bột đậu nành pha loãng trong nước, lòng đỏ trứng hấp chín. Tất nhiên nên dùng với liều lượng nhỏ, bởi cá còn bé chưa thể ăn được nhiều. B. Cá coi được 15 ngày tuổi. Khi được 15 ngày tuổi, hàm chúng bắt đầu cứng cáp và khỏe mạnh hơn. Thời điểm này nên lựa chọn các loại sinh vật giàu chất dinh dưỡng, nhiều chất đạm để nhanh lớn. Một số loại thức ăn có thể kể đến như loang quăng, giun, chùn huyết đông lạnh. Đây là những loại thức ăn giàu huyết sắc tố giúp cá coi lên màu đẹp và tăng trưởng nhanh hơn. C. Cá coi từ 1 tháng tuổi. Khi cá chép coi tròn được 1 tháng tuổi thì hàm của chúng đã phát triển khá hoàn thiện. Trong giai đoạn này bạn có thể hoàn toàn cho cá ăn những loại thức ăn như khi chúng trưởng thành như bã đậu, cám mizuho 500g, chùn chỉ, chùn quế. Ngoài ra tầm 2-3 lần mỗi tháng, những loài động vật tầng đáy như tép, ốc nhỏ, giun, hoặc các loại trái cây giàu vitamin C như dưa dấu, cam cũng đáng lựa chọn để cho vào chế độ ăn uống. 2. Cá coi ăn bao nhiêu là đủ? Quanh năm tùy từng mùa, sức ăn của cá sẽ có những thay đổi, bạn cần nắm bắt để dễ dàng cung cấp chế độ ăn phù hợp nhất. A. Vào mùa hè. Vào mùa hè, thời tiết nóng bức, nên cho cá coi ăn thực phẩm ít protein ít nhất 3 lần một ngày. Lượng thức ăn mỗi lần cho ăn không nên nhiều quá, lượng thực phẩm cá ăn không hết sẽ làm ô nhiễm nguồn nước. B. Vào mùa xuân, thu và đông, chế độ ăn của cá coi không có nhiều thay đổi. Vì cá coi ngủ đông nên dĩ nhiên trong thời gian này cá sẽ ăn rất ít, thức ăn nên là các thực phẩm có tinh bột vì sẽ giúp cá tiêu hóa mau hơn. Bạn cũng không nên cho cá ăn quá nhiều, nếu nhiệt độ quá thấp, dưới 10 độ C bạn chỉ cần cho ăn 1-2 lần một tuần, còn trên 15 độ thì nên cho ăn 3-4 lần một tuần. Đảm bảo cá ăn trong vòng 20 phút nhằm hấp thu tối đa dưỡng chất trong thức ăn. Hơn nữa, bạn nhớ canh thời gian buổi trưa để cho cá ăn, vì đó là lúc nhiệt độ ấm nhất trong ngày. 3. Nên cho cá coi ăn vào thời gian nào? A. Thời điểm lý tưởng cho cá coi ăn. Để cá coi phát triển tốt nhất, không nên cho cá ăn vào các thời điểm lượng oxy hòa tan thấp nhất trong hồ coi, ví dụ như không nên cho ăn vào lúc 6-7 giờ sáng hay 6-7 giờ tối. Một số thời điểm vàng: 7 giờ sáng, 10 giờ sáng, 1 rưỡi chiều, 4 rưỡi chiều, 9 rưỡi tối. Lượng thức ăn giảm 30% so với buổi sáng vì cá ăn tối sẽ bị béo, dẫn đến sệ bụng. Lưu: không cho cá ăn quá 3 lần trên ngày. Trong tình trạng nước mát thì 1 lần trên ngày là đủ. Nếu trong thời tiết nóng, cho ăn khoảng 2 lần một ngày, tuyệt đối không cho ăn nhiều hơn. Nếu cá cảm thấy đủ thì nó sẽ ngừng, lúc này đừng để thức ăn thừa nổi trên mặt nước. Trên đây là những chia sẻ của cô Di Landscape về chế độ ăn uống cho cá coi lớn nhanh, màu đẹp. Hy vọng bạn đọc sẽ có thêm kiến thức, hiểu biết trong việc chăm sóc cá coi. Nếu bạn muốn tìm một đơn vị thi công sân vườn uy tín, chuyên nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0912879919, 0975559193 để có tư vấn và báo giá chi tiết nhất nhé.